lấy đá tới ngủ. Tới ôm ngủ à? Thằng ông khói. Trời ơi, Daddy đang làm cái giống gì nè, ok. Division, này con chơi được nè. Daddy còn đang làm chuyện gì á, không biết nữa. Dục luôn á, bây giờ chụp nó chê, nó dục luôn. Làm này sao cái kia đó để đứng à? Để đứng để nó chịu, nó đá nặng làm bay rổ nặng nó rớt xuống. Tao ra trong khỏi vô. Nghe không khỏi. Nghe không khỏi. Không khỏi xong đậy nắp nhà lại. Cái ống đó anh mua anh cắt rồi hả? Ừ, thấy. Có cái ống nào bự không? Bự quá thì nó sẽ không có ra cái hai mảnh. Ống bự á, mình khoét lỗ tròn tròn để trong cậy. À. Cái đó để này lên, chắc đá lên. Thì anh bỏ vô là từ nó rớt xuống. Vincent ơi, không ai đẩy Vincent đi chơi hết. Vincent ỉa quá trời. Mà ỉa được. Ỉa phải đi rửa đất. Ơi, chị e. Không khói xong rồi. Chế vô. Ngày mai mua cua nữa, bỏ vô. Vừa. Cua bỏ vô giữ lạnh, đúng rồi. Giữ lạnh. Đã đứng ra Daddy con làm gì vậy? À, lại coi Daddy làm gì vậy? Coi Daddy đang làm chuyện nào đó. Đủ ở đây nè. Để vô đây nè. Vậy lấy cái quạt em cắt ra luôn hả? Không, cái này gỡ ra cắt cái thùng này nè. Cái này gắn vô vậy. Đó, rồi đó. Lấy dây vàng lại. Cỡ gì để dây lấy bằng keo dán mà nó dính lại. Nhưng mà mỗi lần em thay quạt em phải gỡ ra này tiện hơn. Nó giờ buộc cho cái nắp này nó chặt xuống luôn, không có. Ừ. Giờ bây giờ anh lấy cái thau á, anh gắn vô cho nó bự ra. Quá mát rồi. Rồi cho bên dịch nha, bên dịch mát ha, bên dịch. Lại cho bên dịch nè. Kê bàn giữ quyền tạc quyền sáng chế nha. Rồi, mát không con? Đi làm mấy quạt mát không? À. Đi là đứng chụp hình cái coi. Rồi ta đi đang sáng chế sáng chế là không có nóng không? Nóng không? Mát không? Mát không? Mát không? Bây giờ nó không biết cái đó là cái gì á. Mát. Đỏ ra nữa hả? Giữ bàn sáng chế. Trời ơi, đây đi sinh sáng chế cái máy máy in 3D giờ để chơi vậy hả? Đây đi đang làm gì con? Đây đi làm gì kỳ quá hả con? Nó đang nhìn. Đi mày tối không cái thùng này ngủ luôn đi nha. Ôi, giờ lên cái thùng để vậy hả? Bữa chiều đó, bữa chiều nó nóng quá. Nè, đây coi nè, mát rồi, quá mát. Mình xin coi Daddy con làm giống gì. Cái này là gì, mình xin tới thui à. À đi ra ngoài. Daddy mình xin mới chế ra cái máy máy lạnh. Máy lạnh, máy điều hòa. Cái này là cái ống xì khói. Còn cái này là cái quà, còn cái dưới này là cái
cái này là cái thùng đá. Rồi ra đi con, rồi tráng ra đi con, coi bình tĩnh không. Ừ, hai cha con mát quá, mát quá. Mát à, ẩm nó sướng, ẩm ai đẩy nó đi chơi nó buồn. Mát quá con, hai cha con rồi tối ôm ngủ đi nha. Cái này em chạy ngon hơn là cái máy xịt hơi nóng này đó, cái hơi lụng, cái kia chỉ xịt nước thôi. Cái sân gara nhưng mà cái đó nó máy cho nó cũng đỡ, nó dễ thở hơn chứ nó ngợp quá. Xuống ra đây, ẩm ẩm em xuống. Em đòi đi chơi á, em đòi đi chơi nãy giờ đó. Hai đang đi phòng cho nó mát không? Nước ta nó tan uổng. Tối này ta đi với Vinh Sinh ôm cái phòng nó ngủ cho mát vậy đó.